hôm nay chúng ta sẽ đi taxi đạp đập chân xích lô nào lên xích lô. Ô, muốn chuyển nhiều chỗ khác. Được. Ừ, rất là rác đi dạo phố bằng xích lô. Thế phê đấy. Ờ, đi vào đêm đi xích lô đi rất thư thái, gió biển thổi vào. Ai? Ờ, cảm giác rất là dễ chịu. Xích lô của Nha Trang thì có khác so với xích lô của Hà Nội. Thì xích lô Nha Trang thì cái vị trí ngồi nó không rộng, cao hơn nhưng mà hẹp hơn. So với xích lô của Hà Nội, hai ghế có thể ngồi được hai người, khá thoải mái đối với người Việt Nam. À, đây là một khách sạn bên này. Bên này là bên Vườn Hoa. Vườn Hoa đã vừa mới dạo này. Thành phố được trang đèn kết hoa. Đấy. Con để ý là cái chú kia ngồi yên của Yamaha cơ. À, Yamaha. Đấy. Bên cạnh đây là cà phê bốn mùa. Chúng ta vừa mới có dịp đi dạo đi bộ qua đây. Khách sạn cơ bản đều rất vắng khách. Lý do chúng ta đi dạo ở phía trên. Bây giờ xích lô này gắn motor tơ hết rồi. Dạ. Bây giờ motor xích lô này gắn motor hết rồi đúng không? Vâng. Xích lô bây giờ nó công nghiệp rồi, được gắn thêm motor điện vào để. Không được ngày xưa chỉ đạp không thì nó hơi vất vả. Bây giờ thì ngồi xích lô nhưng mà gắn motor, đây gọi là xích lô điện. Bây giờ hiếm ai gắn xích lô cô lắm. Cái cây thì phi lao phải được cắt tỉa. Rất đẹp. Cây ô lớn. Cây này nhiều tuổi chú nhỉ? Cây này nhiều lắm, bao năm rồi. Chất đẹp. Và tiết độ cũ bây giờ đúng không? Thế thì cây có 50 năm rồi. Đúng không? Tiết độ là kia ra là 45 năm rồi, giờ 50-60 năm rồi. Cái này là một dặn dừa. Đêm thật là yên bình. Đây là quán Highland Coffee. Khách sạn rất nhiều. Bên kia là quán Center. Tôi đi chú khách sạn à? Đây. À đây. Gaming Club. Chào bé. Đấy, bạn đi xích lô. Đèn đỏ thôi. Xích lô cũng phải dùng đèn đỏ. Như
những phương tiện khác. Yeah. Đây, xích lô gắn motor điện đây các bạn. Giờ là xích lô điện rồi. Thiên nhiên là ban ưu đãi cho các vùng ven biển. Có khí hậu rất là ôn hòa. Thoải mái không? Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đây ở Khánh Hòa đúng không? Nhà đó nhiều xưa chế độ cũ vẫn còn. À, tức là cái ủy ban này là sử dụng giờ cái chỗ cũ bây giờ. Dạ, dạ, là sau khi chế độ mới tiếp quản là họ vẫn dùng lại cái này luôn. À, hay gì? Có cái thừa đấy nhỉ? Khách sạn này là khách sạn 5 sao ấy. 5 sao rất rất thế giới. Không phải thế giới đâu. Cái này là một trung tâm của các khách sạn. Đều là khách sạn nổi tiếng rồi. Một tầng ta khai trang. Horizon Shop. Chắc là xây cũng lâu đấy chứ nhỉ? Xây lâu rồi. Thời Pháp xây đúng không? Đây là khách sạn Trong Hotel.